hướng dẫn các bạn cách cài đặt đồng hồ định vị trẻ em Wallace GW400S. Ok, trên tay tôi đây là một chiếc đồng hồ định vị GW400S phiên bản màu tím nhé. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ phải lắp sim cho đồng hồ. Đây là trong cái chiếc hộp, trong hộp của đồng hồ thì sẽ có một cái Colobit đi kèm này. Ok, thì các bạn sẽ lấy ra và tháo cái khe sim ở bên cạnh này nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ tháo khe sim. Ok, đây là cái sim nhé. Thì chúng ta sẽ lấy một cái sim như mình đang dùng là sim Viettel nhé. Sim lưu ý các bạn là sim là phải có thể nghe gọi này và có dung lượng để chúng ta có thể định vị. Ok. Và thêm một lưu ý, ở trên thị trường thì để khi mua sim thì chúng ta sẽ có cái sim của mình sẽ được nhà mạng cắt sẵn ở ba cái cỡ rồi, và khi cỡ lớn, cỡ vừa và cỡ nhỏ tương đương với sim bình thường này, và micro sim, nano sim. Thì ở đây thì đồng hồ định vị 400S của chúng ta sẽ sử dụng là micro sim nhé. Thì có là sim cỡ vừa, các bạn bẻ sim cỡ vừa như mình đấy. Ok nhé, đây chưa là cái sim cỡ vừa. Khi lắp sim vào đồng hồ ấy, thì các bạn sẽ để cái mặt kim loại của sim ngửa lên, và đồng hồ thì theo chiều này, các bạn sẽ nhét sim vào theo chiều mà mình đang làm đây nhé. Các bạn nhìn kỹ nhé, cái sim này, nhớ đây là cái ký hiệu mặt đúng theo hướng đúng của đồng hồ đây. Sim thì sẽ để sim vào. Ok, khi sim đã vào sâu trong khe là được rồi. Các bạn tiến hành bật máy lên, giữ nguồn nhé. Đây, máy đã bật và bạn chờ một lúc thì sim nhận. Ok, và khi có cái cột sóng này thì bình thường thì chứng tỏ là đồng hồ đã nhận sim. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lắp lại cái nắp đậy sim vào trong đồng hồ để giữ sim không bị rơi ra ngoài. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành bước lắp sim cho đồng hồ định vị trẻ em. Xin chào các bạn, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm Setchecker 2 trên điện thoại để quản lý đồng hồ định vị. Ok, trên thì chúng ta sẽ tìm phần mềm Setchecker 2, tiến hành cài đặt. Trên các thiết bị Android thì các bạn lên Set Play để download nhé. Còn trên iOS thì các bạn lên Apple Store. Ok, sau khi download về thì mình sẽ mở ra. Đầu tiên chúng ta phải đăng ký một tài khoản mới. Theo là cái mã vạch của sản phẩm, thì ở đây thì mình sẽ thử cái một chiếc đồng hồ định vị GW400S. Bạn ấy có hai cách để lấy mã vạch. Thứ nhất là bạn đọc mã vạch ở ngay đằng sau đồng hồ đây. Cách thứ hai là bạn sử dụng điện thoại và quét mã vạch, cái này nhanh hơn. Ok, đây là mã vạch của đồng hồ định vị. Và mình lưu ý với các bạn một điều này nhé, cái mã vạch này các bạn nên lưu lại nó, lưu lại ở các chụp ảnh lại để khi nào mà chúng ta cần cài đặt lại hoặc là mang ra chúng tôi để bảo hành thì chúng tôi có để giúp các bạn cài đặt hoặc là bảo hành đúng không? Ok, tiếp theo là nhập email. Xanh
số điện thoại đây là số điện thoại của đồng hồ định vị mà các là số điện thoại một sim mà bạn lắp trên đồng hồ định vị nhé. Đây mình đã lắp rồi, mình thêm số điện thoại thôi. Tiếp theo là một lưu ý rất quan trọng khi cài đặt này, đây là chọn khu vực. Các bạn nhớ là phải chọn khu vực châu Á nhé, Asia and Ocean này. Nếu mà bạn chọn khu vực khác thì đồng hồ sẽ không theo định vị được đâu. Đây là giao diện của phần mềm chúng ta sẽ cập nhật sau. Ok, bây giờ mình vừa hướng dẫn cho các bạn cài đặt phần mềm SetChecker 2, hướng dẫn sử dụng ứng dụng SetChecker 2 để quản lý đồng hồ định vị. Sau khi đăng ký tài khoản, bạn tiến hành đăng nhập vào ứng dụng. Đây là giao diện màn hình hiển thị của ứng dụng. Tính năng định vị, nhấn vào biểu tượng định vị ở dưới màn hình để lấy vị trí mới nhất của đồng hồ Rolex. Sẽ mất khoảng vài giây để nhận được dữ liệu về vị trí mới của đồng hồ trên điện thoại của bạn. Có 3 chế độ định vị là GPS, Wi-Fi, GPS và nó sẽ được thể hiện ở trên đồng hồ. Như bây giờ ta thấy ấy, thì đồng hồ đang sử dụng chế độ định vị bằng Wi-Fi. Tính năng hành trình, nhấn vào hình bước chân góc dưới màn hình, chọn ngày, tháng, năm và thời gian cần xem lại hành trình, lịch sử đường đi, tua lại các vị trí đã đi qua của đồng hồ. Tính năng trò chuyện, nhấn vào biểu tượng trò chuyện góc dưới bên trái màn hình. Tính năng này giúp cho bố mẹ liên lạc được với con qua tin nhắn. Ta có thể gửi tin nhắn thoại hai chiều giữa điện thoại và đồng hồ của các bé và tin nhắn văn bản một chiều từ điện thoại đến đồng hồ. Ta ấn vào phần giữ và nói để ghi âm và nhả ra để hoàn tất và gửi tin nhắn thoại đến đồng hồ. Chú ý, tin nhắn thoại có độ dài tối đa là 15 giây. Để gửi tin nhắn văn bản thì ta chỉ việc nhấn vào biểu tượng bàn phím, sau đó nhập nội dung và tiến hành gửi đến đồng hồ. Khi đó thì đồng hồ Rolex sẽ nhận được thông báo có tin nhắn mới gửi đến. Thời gian nhận sẽ phụ thuộc vào điều kiện mạng. Tính năng vùng an toàn. Chọn một điểm trên bản đồ thì một vòng tròn sẽ xuất hiện. Bán kính vùng an toàn ta có thể được thay đổi, dao động khoảng từ 500 đến 2000m. Nhấn chắc để lưu lại, nhấn xóa bỏ để xóa khu vực an toàn đã lưu trước đó. Một khi mà ta thiết lập vùng an toàn ấy, thì một cảnh báo sẽ được gửi đến ứng dụng SetChecker 2 trong mục cảnh báo khi đồng hồ đi vào hoặc đi ra khỏi khu vực vòng tròn đó. Ta chú ý có nút thiết lập nhé. Thiết lập này là nút bánh răng ở giữa, dùng để cài đặt cũng như thiết lập tất cả các cấu hình hoạt động cho đồng hồ. SOS, số gia đình. Khi bé nhấn và giữ nút SOS trên đồng hồ thì đồng hồ của bé sẽ lần lượt gọi đến 3 số điện thoại mà bạn đã lưu trong mục này 2 lượt. Nếu vẫn không có ai nhấc máy sau 2 lượt gọi, một tin nhắn cảnh báo SOS sẽ được gửi đến số đã lưu trong danh mục cảnh báo SMS. Sau khi nhập số thì bạn ấn chắc để xác nhận. Giọng nói, đây chính là tính năng nghe lén trên đồng hồ định vị, một tính năng rất quan trọng. Nhập vào số điện thoại. Một cuộc gọi bí mật sẽ được thực hiện từ đồng hồ Rolex tới số điện thoại bạn vừa nhập. Bạn nhấc máy thì có thể nghe được âm thanh ở môi trường xung quanh đồng hồ. Mà lúc đó trên đồng hồ sẽ không có một biểu hiện gì khác thường. Mình có thêm một lưu ý ở phần này là cuộc gọi này sẽ tốn cước phí trên đồng hồ như một cuộc gọi thông thường. Nhấn chắc và chờ một lúc. Chế độ pin. Đây là phần bạn có thể chọn khoảng thời gian gửi dữ liệu, vị trí của đồng hồ về điện thoại. Tần suất gửi càng cao thì hành trình sẽ càng chi tiết, nhưng đồng hồ của bé cũng sẽ nhanh hết pin hơn do liên tục phải cập nhật và gửi dữ liệu vị trí về điện thoại. Ta có 3 chế độ là 1 phút, 10 phút và 60 phút.
tùy thuộc vào nhu cầu của bố mẹ mà cài đặt thời gian định vị. Thời gian càng lớn thì đồng hồ càng tiết kiệm pin, ấn chắc thì để thiết lập. Chế độ ngữ cảnh. Ở mục này ta có thể cài đặt chế độ chuông, rung hay là im lặng cho đồng hồ của các bé. Sau đó ta ấn chắc để thiết lập. Cảnh báo SMS. Nhập số điện thoại của bạn ở khung ở phía trên để nhận cảnh báo. Chọn cảnh báo mà bạn muốn nhận, ví dụ như cảnh báo pin yếu này, cảnh báo SOS nhắc nhở này và cảnh báo tháo thiết bị. Bạn sẽ nhận được một tin nhắn SMS trên điện thoại mỗi khi đồng hồ có cảnh báo. Bạn ấn chắc để xác nhận thiết lập. Điện thoại. Bạn muốn đồng hồ có thể nghe gọi hai chiều với những số nào thì bạn điền các tên và các số điện thoại vào phần điện thoại trên ứng dụng SetChecker. Ví dụ này, mình nhập số bố này, rồi nhập số điện thoại này, thiết là mẹ chẳng hạn này, lại số điện thoại này. Sau khi nhập số điện thoại và tên người xong thì bạn ấn xác nhận. Khi đó những số này sẽ được đồng bộ vào phần danh bạ hiển thị trên đồng hồ của các bé và đồng hồ có thể gọi đi đến các số này. Ngôn ngữ và múi giờ. Ở mục này ta điều chỉnh ngôn ngữ và giờ hiển thị trên đồng hồ. Ta lựa chọn ngôn ngữ Việt Nam và múi giờ GMT+7. Lưu ý mục Daylight Saving Time nên đặt ở trạng thái tắt. Vì đây là chế độ giờ mùa đông của châu Âu nên nếu mà bạn có đặt thì sẽ bị lệch một tiếng so với giờ Việt Nam. Bạn ấn lưu. Thiết bị. Bạn nhấn vào tìm kiếm thiết bị. SetChecker 2 sẽ gửi đến đồng hồ yêu cầu đồng hồ đổ chuông. Cái tính năng này sẽ hỗ trợ cho việc tìm kiếm thiết bị. Khi mà bạn tìm được đồng hồ rồi thì bạn nhấn một nút bất kỳ trên đồng hồ để tắt chuông. Tắt thiết bị từ xa. Bạn nhấn chắc để tắt đồng hồ từ xa. Nếu đồng hồ đang lắp sim thì bạn không thể tắt đồng hồ bằng nút nguồn trên đồng hồ. Vì vậy bạn sẽ cần cái tính năng này. Lưu ý là bạn chỉ có thể tắt đồng hồ từ xa mà không thể bật nó lại từ xa được. Vì bạn muốn bật đồng hồ trở lại thì bạn bắt buộc phải bật bằng nút nguồn trên đồng hồ. Ok, vậy là mình vừa mới hướng dẫn tính năng cơ bản trên phần mềm SetChecker 2 để quản lý đồng hồ định vị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.